Minh Hòa, nãy giờ em Minh Hòa nước rửa chén với lại nước rửa chén với lại sữa tắm. Làm được mà nói cũng được. Làm được mà nói cũng phải. Tích nước và đi lại thêm nữa cả. Không, hai cái là chưa ra. Bây giờ anh đầu tiên là chưa xem Minh Hòa trong quán nào không? Chưa xem hả? Rồi. Tí nữa anh Minh Hòa là bài dùng cho mong anh xem trước hết nó là chất lượng không ạ? Bây giờ mình phải về cửa tắm trước ha. Nếu mà hàng giá nó hợp lý và cái công ty nó tốt nữa thì chắc chắn đó là sự lựa chọn mà. Bởi vì mình đi làm đây, anh đi làm kia nhà em đi làm đây mục đích kiếm tiền nó gì đó. Nhưng mà đồng tiền mình kiếm nó như thế nào thôi. Nó bóc vé hay là nó... Còn thì mình đi bán chấp của công việc xây dựng hệ thống thì thay gì anh phải làm 100%. Nhưng mà anh đi kiếm 99 người làm 100%. Anh làm 100%. Là... cái thị sản phẩm ha, cái trang sức đẹp, đặc biệt là anh nhìn sức mỗi người. Trong giờ nói cho em anh. Em làm đây thì em phải lấy sức hàng ngày của em. Muối đâu? Cho cái đây trước đã. Đồ bãi nè. Muối đâu? Là đây cái đây nó không có cái van silicon là tương tự là mình không có ước lượng được cái lượng của nó. Với kinh nghiệm của dự án làm chắc chắn là đây là rất nhiều. Đúng không? Đây trang sức tắm của anh quay vẽ. Đây là nó có cái van silicone chống ra. Bây giờ hôm nay anh nghĩ làm được thì cái nguồn thu nhập vẫn còn. Với sao là thể hiện sự tự tin, rồi có nhiều người được hết, hết như thế. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên chị thử cái gì đó. Từ đầu bé hát, từ bé hát. Ta này mở hàng hào là ta này anh. Mở hàng hào là ta. Nó mất là mình thử cái đồ pH đó, có cái đồ gì tắm mình tắm thử. Lọc bên kia kéo cái muỗng ra vì cái gần muỗng cho nó dính bước đó, nó đưa lên cho cái hàng ta là nó có độ pH làm đổi mà. Chế tạo bánh xe đạp chị lấy được chưa chị? Lấy cái hình đồ chưa?
Chưa, nãy giờ chạy nãy giờ đó rồi mà nói chưa chị đi đâu vậy? Chưa đi đâu đâu. Rồi sao em thấy chị đi đâu? Chị thấy chị tắm bên ngoài sao? Đi lắm. Thôi giờ chị đi nha. Chị đi nha. Em ơi anh có thể tới đó em dạ dùng mời sao không nhân thôi giới thiệu sản phẩm cho anh để anh biết lại nó đang ngồi luôn đi ngồi để xem cái tay nghề tại sao nhất là cái thí nghiệm gì làm đây là cũng thuyết phục hay không này chỉ khâu ra chứ mình không cần nói nhiều nữa. Cái sữa tắm của bên ngoài thông thường bên ngoài chúng ta tắm là nó cứ người ta không, người ta đi về ăn. Sao chậm nhớ à? Nó còn ở chậm nhớ còn sữa tắm của ông quay. Chúng ta tắm xong là nó bắt đầu chậm. Đây là nó thích hợp cho anh cả tắm bồn
môi trường. Cấp trưởng nghe điện thoại anh. Đây là điện thoại. Đây là đó, như là đây là tấm của anh quay là 250 ml và thành phần của nó chính chứa tinh thành phần chứa tinh và âm tự nhiên và protein. Dầu ca là làm chúng ta giúp làm sạch da và cung cấp dưỡng phẩm giúp cho da mềm mại mịn màng. Hôm nay thì anh đi kinh doanh là những cái dòng mà bên công ty anh cũng có là dầu gội đầu hay sữa tắm đồ của anh đúng không? Như vậy thì cái sản phẩm này nói chung là chất lượng nó vượt trội. Như vậy bây giờ em sẽ phân tích về giá. Và thì trung bình ở đây, cái chai đây là chai là anh mua với giá thị trường ở 31.000. Là 31.000 như vậy, trung bình là 4 giọt đây với 1 giọt đây. Như vậy thì cái độ tạo bột của thằng này rất là cao. Có tác dụng, em nói anh là có tác dụng. Thì cái độ bài hát nè, anh tìm cho anh xem. Thử qua cái giá quỳ. Giá quỳ tím nè. Tức là cái chai này là chai sữa tắm thông thường ngồi trên trường nhé. Đây là một thương hiệu có tiếng. Và cái thằng này là quay. Chị cũng quay sao là hoa tép. Giờ em sẽ bôi lên một ít. Nếu cái giá quỳ này nó chuyển sang màu xanh, chúng ta đủ pH nó cao mà bình tĩnh nó nhớ. Hai cái kia là anh Bình. Hai cái bì kia là để riêng của cái kia, của cô Pháp với của Văn Lý. Đừng có ấy vô đó rồi nó lộn. Dạ, đây là nó có độ kiềm. Cái cảm xúc nó cao. Thằng này, anh xem nó giống mèo mập em không? Nó giống mèo mập em không?